Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Đi thôi. Người đừng mong giở trò giữa đường đó. Thanh Minh. Muội tự có cách bảo vệ Thái Quỳnh Môn của muội. Huynh không có quyền giam cầm muội ở đây. Giá trị luyện khí ơi 95.520. Đúng vậy, 85.520. Cái gì ta cũng không bảo vệ được. 8.585.520. Không biết bao nhiêu người vì muốn trường sinh bất lão mà đi con đường tu hành thành tiền. Nhưng cái quy luật trời, cái quy luật trời thì nhất định là phải chịu thiên phạt. Cái quy luật trời thì nhất định là phải chịu thiên phạt. Đó chính là một giải tử lôi san bằng cả mặt đất. Người ta gọi đó là thiên kiếp tới rồi. Ơi, đúng là ở đây có tài năng tu luyện. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Mong trưởng môn đại nhân không chấp kẻ hèn, thứ lỗi ạ. Thân là đệ tử Ngũ Liên Kiếm Tông mà không có chút cốt cách gì hết vậy. Đệ không thấy xung quanh đây có dán đầy bùa hộ trận hay sao? Chỉ cần có đại trận hộ sơn này thì thiên lôi không ngại được chúng ta. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Mong trưởng môn đại nhân không chấp kẻ hèn, thứ lỗi ạ. Không được rồi, đại trận khi lẫy bị bọn họ phá công ít. Lần này e rằng trụ không nổi nữa rồi. Sư huynh. Rõ ràng ăn nhiều ngũ hành trùng như vậy mà cũng không qua luyện khí kỳ. Nhưng sao dễ bị thiên kiếp như vậy? Nếu không phải là thiên kiếp do con hút tới thì sư muội cũng đâu bị thương. Ơi, ta cũng chưa từng gặp qua người như con. Mặc dù luyện nhiều năm như vậy, nhưng con vật không đột phá được luyện khí kỳ, nhưng lại tích lũy được hơn 800 vạn giá trị luyện khí. Cho dù là luyện khí kỳ thông thường, nhưng giá trị luyện khí cao như vậy, ta cũng không thể nào làm ngờ. Thiên lôi không đánh con thì đánh ai? Vậy sư muội muốn bảo vệ sư muội hay sao? Dạ. Sẽ chịu cực khổ rất nhiều, con sợ hay không? Không sợ. Sư phụ. Muội cút đi cho ta.
Ta không muốn thấy muội nữa. Đúng vậy, mình có thể bảo vệ cái gì chứ? Cứ để nó rời xa mình thì tốt hơn. Như vậy mới đúng. Hà Đồ, Thanh Minh. Cứ như vậy thì sau này không cần lo Thiên Lôi nữa. Chỉ cần có đại trận hộ sơn bằng phù chú này, sau này Thiên Lôi có đánh thì cũng bị trận chú văn này chặn lại. Hà Đồ, nhất định là không được đi ra bên ngoài chỗ có bùa. Bên đó chính là ranh giới của đại trận. Sau khi đi ra đó thì không có đại trận chặn Thiên Lôi nữa. Dạ. Thanh Minh, tặng con một món đồ chơi nhỏ. Uầy, dễ thương quá, cảm ơn cha. Có con chim nhỏ chơi với con thì sau khi ta đi con sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Sư phụ muốn xuất sơn hay sao? Hà Đồ chỉ là luyện khí kỳ, lại dễ thu hút thiên kiếp như vậy. Ta nhất định là có liên quan đến ngũ hành trùng mà con dùng lâu nay. Ta nhất định là sẽ tìm người bán ngũ hành trùng để hỏi cho rõ chuyện này. Nói không chừng có thể giải quyết được vấn đề thiên kiếp của Hà Đồ. Nhưng mà sư phụ không ở đây, cả Thái Quỳnh Môn chỉ có hai người bọn con. Hây, sau này con cứ nói với người bên ngoài là vi sư đang trong phòng bế quan tu luyện. Chỉ cần người bên ngoài nghĩ ta đang ở trong sơn môn thì sẽ không ai dám đến đây kiếm chuyện đâu. Vi sư đi đây. Hà Đồ, vẫn còn nhớ mấy lời con nói chứ? Dạ nhớ, con nhất định là bảo vệ sư muội, không để muội ấy bị thương chút nào nữa. Được, bảo vệ tốt sư muội. Trước khi ta trở về, tuyệt đối không được rời khỏi trận hộ sơn này. Xin lỗi sư phụ, con không thể nào bảo vệ tốt Thanh Minh. Con chỉ làm Thanh Minh bị thương thôi. Là huynh không được đi, chứ không phải chúng ta. Đúng. Rời xa mình sẽ tốt hơn. Sư huynh mau tỉnh lại. Sư huynh, sư huynh. Sao muội lại quay lại? Giải quyết xong hai tên tiểu đạo tử kia rồi. Muội về cứu huynh. Đi nhanh để đừng quan tâm huynh. Dựa vào cái gì mà huynh bắt muội đi muội phải đi chứ? Thiên kiếp này muội đã thấy qua 998 lần rồi. Lần thứ 999 này có gì đáng sợ cơ chứ? Sư huynh, nói một cách đơn giản, là một dạng cuộn lớn dẫn sét xuống đất để tránh nhà bị sét đánh trúng. Mình cảm thấy cái lồng chim này có thể làm cột thu lôi.
Thanh Minh, muội. Con không sợ, sư huynh. Con lúc nào cũng có thể thu hút thiên nổi, có thể vô tình làm con bị thương đó, không sợ. Ồ, con khỏe rồi nên quên vết sẹo này rồi sao? Cũng không phải. Bởi vì đã thấy được lợi hại của thiên kiếp, con mới có được thêm kinh nghiệm. Nên con cũng có thể bảo vệ được sư huynh. Sư huynh đệ hai đứa thật là thú vị mà. Sư huynh muốn bảo vệ sư muội muốn bảo vệ sư huynh. Cũng đúng. Đừng tưởng ngày thường sư huynh của con tỏ vẻ như là sư huynh mà nghĩ như vậy. Thật ra nó luôn bị thiên kiếp bao vây rất là bất lực. Cũng sẽ có một ngày kiệt sức mà thôi. Lúc đó, Thanh Minh nhất định là giúp sư huynh. Được rồi. Kịp rồi. Giá trị luyện khí không rõ.